Xin chào mọi người, hôm nay Hoàng có mặt tại nhà thờ Tân Định. Thì nhà thờ Tân Định và nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là hai nhà thờ được xây dựng từ rất sớm và có quy mô lớn nhất tại thành phố này. Có khá nhiều người du lịch đi ngang qua và họ vô họ chụp hình. Hồi trước thì Hoàng cũng hay đi lễ chiều chủ nhật tại nhà thờ Tân Định và cũng vài lần đã đánh đàn cho ca đoàn tại đây. Ở đây hiện giờ có khoảng 11 ca đoàn. Thì một trong số các ca đoàn đó hôm nay mua cây đàn Yamaha EOS 01C, và Hoàng đang đi đến để giao cho mọi người đây. Người đề xướng mua cây đàn này chính là bạn Hưng mặc áo vàng. Bạn là một giáo viên piano cũng như là người chuyên chơi đàn cho các nhà thờ. Ủa, vậy là để nhà nguyện chứ không phải? Chào em. Để nhà nguyện hả? Dạ không, để cho riêng cái đàn tập hát thôi. Tập hát thôi. Ừ. Ồ, sang quá. Mua chưa thì để đàn tập hát thôi. Anh tưởng trong kia hả? Đúng rồi, thế mà không hả? Chỉ tập hát là hết gì để tập hát thôi trời. Em xin tiền một cây đúng rồi 78 68 55 chị để tập hát luôn đó, đó chị để tập hát luôn trời ơi nhà thờ Tân Định giàu có khác chị để tập hát thôi giàu có là mình chịu đầu tư chịu đầu tư. Bình thường thì sẽ trích tiền quỹ của nhà thờ ra để mua, tuy nhiên trong trường hợp này thì ca đoàn tự bỏ tiền túi ra để mua. Từng có ý kiến với Hoàng là thôi anh làm clip á, thì anh nhắn nhủ mọi người một việc, đó là các nhà thờ nên trang bị những cái cây đàn tốt hơn. Vì Hoàng cũng đánh đàn đầu từ năm 97 98 đến giờ là hai mấy năm rồi, thì cái việc mà Hưng nói thì Hoàng rất là hiểu, bởi vì Hoàng gặp rất là nhiều rồi các bạn. À, thì cái tình trạng á, là các giáo xứ để cái đàn hơi tệ. Nó thiệt là hơi tệ. Trong khi á, mua các trang thiết bị khác thì đắt tiền chi tới đâu luôn á, nhưng mà mỗi lần cứ hễ nói tới mua đàn cái là tự nhiên thấy keo ơi keo luôn, không có chịu đầu tư. Các bạn còn nhớ câu nói đó là hát là bằng hai lần cầu nguyện. Tức là hát khá là quan trọng đúng không các bạn? Rồi, vậy một thánh lễ mà ca đoàn có vắng đi vài ca viên thì vẫn hát được. Vắng luôn ca trưởng cũng vẫn hát được, nhưng vắng cái người đánh đàn hoặc cái đàn bị hư không có kêu thì cả nhà thờ hát chay, thì cái thánh lễ hôm đó hơi bị buồn các bạn ha. Đó, nói tới cái điều đó để Hoàng nhấn mạnh rằng việc đầu tư một cái đàn cho nhà thờ khá là quan trọng. Và đối với ngày nay á, thì đã có những cái cây đàn vừa túi tiền tính ra có ba mấy triệu một cây đàn mà đã phục vụ đủ cho cái nhà thờ rồi. Thank you.
Sau khi nhận cái đàn 3 tầng này rồi thì ca đoàn của Hưng vẫn muốn lựa thêm một cây piano điện nữa, bởi vì cây piano cơ á, nó không có cái nút tăng giảm tông. Đôi khi là mỗi lần phải trừ nửa cung hay là một cung thì khá là vất vả cho người đàn. Do đó là cái lựa chọn tối ưu là vẫn là một cây piano điện. Mà cây mà Hưng muốn đó là cây Yamaha CLP685. Bây giờ các bạn bên ca đoàn sẽ qua cửa hàng của Hoàng để tiếp tục lựa chọn một cây nữa. Các bạn cùng theo chân Hoàng nha. Chuyển khoản nha, chuyển khỏi đếm. Chuyển hai cây em là... muốn lắm luôn, thiệt em muốn lắm luôn. Các đoàn giàu mà phải chờ thời tiếp. Các đoàn giàu có, các đoàn giàu có ở một giáo xứ giàu có. Giàu mà có lòng.